Nhà hàng Ngọc Sương chuyên lẩu ốc và các món ăn thuần túy Việt Nam như nem nướng Ninh Hòa, tôm hùm Ngọc Sương, cá nướng da giòn, gỏi cá lù đù, cuốn nhíp, ốc hương sò me, sò điệp nướng mỡ hành, mực rang me và thay đổi menu theo ý khách. Chúng tôi nhận đặt tiệc cho hội đoàn và có bán gift certificate. Đây là món quà rất thiết thực để mua tặng bạn bè và người thân trong các dịp lễ. Nhà hàng Ngọc Sương có hai khu vực riêng biệt rất thích hợp cho sinh nhật và họp bạn, có chương trình hát cho nhau nghe vào mỗi tối thứ năm đến chủ nhật. Nhà hàng Ngọc Sương trên đường Brookhurst, góc Hazard, đóng cửa thứ tư, 714-531-1428, 531-1428. Xin mời tất cả mọi người đến thưởng thức những món ăn đặc biệt của nhà hàng Ngọc Sương. Wow. À, bây giờ trong chương trình đặc biệt ngày hôm nay, Tuấn sẽ cùng với quý vị đến một trong những nhà hàng có tiếng ở ngay tàu quận cao. Và chúng ta sẽ thử từng món, bởi lẽ lý do tại vì sao người dân tại quận cao người ta lại thích và cũng như hay đến một khu vực có tên là nhà hàng Ngọc Sương. Cảm ơn quý vị cùng đi theo với Tuấn quý vị nhé. Let's go! Kính thưa quý vị khán thính giả, khi mà đứng ở ngoài đường nhìn phía đằng sau, phía trước nhà hàng Ngọc Sương đi vào đó, thì Tuấn thấy có rất nhiều các anh chị em. Thì thật bất ngờ, một ngày thứ hai đầu tuần thì gặp các anh chị em của đài Little Sound TV đến ngay tại đây. Và cũng hân hạnh hơn nữa khi mà ngồi đây, đó là chân dung của chủ nhân của nhà hàng Ngọc Sương. Em xin kính chào chị Dung và chị Mimi. Xin chị gửi một lời chào đến tất cả quý vị nhé. Tôi xin đại diện cho nhà hàng Ngọc Sương xin kính chào quý vị khán thính giả. Dạ, em là Kim Dung, xin kính chào tất cả quý vị khán giả gần xa. Thưa quý vị, thực sự ra đó thì thưởng thức các món ăn ở ngay tại nhà hàng Ngọc Sương này rất lâu, nhưng bây giờ mới được thưởng thức dung nhan của chủ nhân của nhà Ngọc Sương. Ông bà ta nói một câu rất là hay, kính thưa quý vị, đó là khi chúng ta thưởng thức món ăn thì chúng ta cũng phải biết được phía đằng sau đó những người đầu bếp sẽ là ai như thế nào. Cho Tuấn biết một chút xíu cơ duyên nào để Ngọc Sương tọa lạc ở ngay tại trung tâm của quận Cam, thưa hai chị. Cái này cũng có thể nói gọi là cơ duyên, tại vì tôi không có chuyên môn về nhà hàng, nhưng mà một người bạn thì rủ làm. Nhưng mà trước khi cô rủ làm thì cô nói chứ ghét ai thì rủ làm nhà hàng. Nhưng mà thật sự là cô thương tôi cho nên cô mới rủ làm nhà hàng này. Thì đến một cái cơ duyên tôi làm với cô đó cũng khoảng gần hơn 3 năm. Thì cô withdraw, thành ra là Dung vô, là Dung thấy cái chỗ đó và chúng tôi rất enjoy và gặp cộng đồng Việt Nam. Và tất nhiên là mình nghiên cứu những cái món ăn mà người Việt Nam mình thích ăn. Thì tụi tôi thấy rất là vui khi mà khách hàng đến đây và enjoy những món ăn của Ngọc Sương làm đó. Thành ra là tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ cố gắng để mà duy trì và tất nhiên là duy trì và làm cho những cái món ăn càng ngày càng làm cho quý vị vừa lòng hơn. Hơn 3 năm vừa qua thì điều gì khiến cho nhà hàng Ngọc Sương khác biệt hơn so với những nhà hàng khác, hàng trăm nhà hàng tọa lạc ở ngay tại quận Cam thưa chị? Thật sự ra cái nhà hàng nếu khác lạ hơn đó là do khán thính giả giúp chúng tôi nhiều. Đó là một cái năng lực giúp cho chúng tôi muốn phát triển mạnh mẽ hơn. Tại vì đó là sự ủng hộ của khán thính giả giúp chúng tôi nhiều lắm. Và Tuấn cũng được biết rằng một trong những sự đặc biệt của nhà hàng đặc Ngọc Sương đó, thì quý vị biết khi nhắc tới nhà hàng là nhắc tới món ăn. Lát chút xíu ở đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức từng món ăn một ở phía bên trong nhà hàng nhé. Thứ nhất, thứ nhì nữa là dĩ nhiên rằng chúng ta phải sưu tầm được chỗ nào ở nhà hàng quận Cam ăn ngon mà giá lại tốt. Một trong những cái đặc biệt nhất đó là món cá nướng da giòn. Khi nãy tới giờ quý vị biết rằng đó, con cá nó cứ nằm dài ở đây hoài, nó chờ. Nó chờ rất nhiều người ở đây. Thì bây giờ Tuấn sẽ bắt đầu với món cá nướng da giòn. Khi mà quý vị ăn bánh tráng cuốn trong tất cả các món, không những là món cá nướng da giòn á, điều đặc biệt đó là cái bánh tráng nó phải cực kỳ dẻo, phải không ạ? Tại vì dẻo chúng ta mới cuốn được nhiều. Mà khi cuốn được nhiều đó thì nó sẽ ăn ngon hơn. Rồi, đây, dạ rồi, em cảm ơn chị rất nhiều. Tối nay là 12 mà đầu tiên đó quý vị, hôm nay là Việt Nam cái ngon và đậm đà nhất của cái con cá đó quý vị, đó là gì? Đó là thưởng thức về cái thịt này. Em xin phép trước nha, em thưởng thức thịt không, bởi khi mà thưởng thức thịt không đó thì quý vị biết được nó nướng như thế nào ha.
này ở bên này ở bên dưới đây không không cứ ngon chưa độc đáo nha thử miếng da tiếp nữa nha cái da đuôi là số 1 rồi trời ơi cái miếng da đuôi quý vị nè trời ơi quý vị xem nè nướng là phải cái miếng thịt ở trong nó phải juicy nó phải có ướt ướt à và ở ngoài thì nó khô bây giờ thử không có mắm thì hiểu không nha nó kêu rồm rộp ở trong miệng luôn cái này đâu cần phải cuốn kìa ngồi gặm này không cũng được nữa ngon quá ngon quá một cái cuốn gọi là homemade phải chút xíu nước mắm mềm không phải thử tất cả em mà ăn đó. Có điểm học cáo các bạn phải thử từng món original trước đó rồi bây giờ khi mà quý vị xem video này thì có rất nhiều người đứng bên ngoài chạy rồi tiếp tục quý vị nha đây cái miếng cuốn huyền thoại là ở đây chấm không biết sao ai muốn ăn sao chứ tuấn tuấn chấm ngập luôn và đây thưa quý vị em chỉ muốn lặng im và ăn thôi ngon một trong những món mới mà cũng nằm trong thực đơn mà Tuấn sẽ ăn thử tại nhà hàng Ngọc Sư ngày hôm nay đó là món bánh xèo. Bánh xèo nơi đâu thì chúng ta nhìn bên ngoài thì cũng giống, tuy nhiên thì Tuấn sẽ thử để xem thử là nhà Ngọc Sư là bánh xèo có gì khác quý vị nhé. Bây giờ chúng ta lật cái bánh xèo ra quý vị thấy nè. Rồi ăn cơm là phải có rau mà giống như là bị đau là phải có thuốc vậy đó thưa quý vị nha. À vịt rau giúp cá đó đụng luôn nè. Rồi Tuấn xin phép mọi người cho Tuấn thử cái nước mắm chấm dành cho món bánh xèo mời chấm là phải chấm ngọt nha. Rồi phải diễn tả làm sao khi mà cái miếng rau nó quyện với chung với lại cái miếng bánh xèo nó nghe rộp nó cho mệt lên miệng bạn ngon quá quý vị thấy đó chỉ mới có vài phút mà Tuấn chỉ thử những món ăn chính của nhà Ngọc Sương thôi thì quý vị đã thấy cảm thấy nhức nách như thế nào rồi phải không ạ? Tuấn mà đi sâu thêm nhiều món ngon nữa thì chắc là chỉ có thôi rồi lượm mơ thôi. À, nhưng bây giờ trước khi Tuấn rời nhà hàng thì thưa hai chị, nhất là chị Mimi, cho Tuấn biết nếu như bất cứ lúc nào trong ngày Tuấn muốn đến đây thì giờ mở cửa của nhà Ngọc Sương là mấy giờ nè? Nhà hàng Ngọc Sương mở cửa ngày thứ hai, thứ ba và thứ năm từ 10 giờ cho đến 2 giờ. Rồi sau đó nhà hàng Ngọc Sương đóng cửa và mở trở lại từ 5 giờ cho tới 10 giờ. Và thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật sẽ mở cửa từ 11 giờ đến 11 giờ. Nhà hàng Ngọc Sương đang ra hai món mới trong tuần lễ tới này. Thì chúng tôi có tăng cường thêm món bánh xèo và hủ tiếu Nam Giang để cho quý vị ăn nhanh và lẹ để còn đi làm việc trở lại. Ngoài ra chúng tôi cũng có những cái món ăn bình thường mà ở trong menu chúng tôi đã có. Nhưng mà về giá cả thì sao? Giá cả Ngọc Sương nhiều người đi vô đây thì nói vô nhà hàng sang quá sợ bị giá cao. Nhưng mà thật sự ra đó nhà hàng Ngọc Sương giá cả rất là nhẹ nhàng mà cái khẩu phần ăn đó nó very good, gọi là cái size của nó không có phải là tại vì giá rất phải chăng mà đồ ăn đủ cho ăn chứ không có phải thiếu. Quan niệm của chúng tôi là đưa khách đến và khi khách đến là khách đi ra về, khách phải vui. Quý vị có thể liên lạc số phone của Ngọc Sương là 714-531-1428 hoặc là liên lạc với người book party là cô Kim Dung là số phone là 714-548-2664. Nhà hàng Ngọc Sương tọa lạc tại 14580 Crookhurst, góc Crookhurst và Hazard trong khu chợ Center Brother. Và đó là nhà hàng Ngọc Sương
Tuấn sẽ cùng gặp lại với quý vị trong những chương trình sắp tới, và nhất là gặp nhau ở nhà Ngọc Sương quý vị nhé. Xin kính chào quý vị và xin cảm ơn hai chị.